Và kính thưa quý vị, tin từ Mexico City, người sử dụng mạng Internet giờ đây có thể khám phá và trải nghiệm hơn 30 địa danh khảo cổ danh tiếng của Mexico trực tuyến sau khi hãng cung cấp dịch vụ tìm kiếm trên mạng hàng đầu thế giới Google phối hợp cùng Viện Lịch sử và Nhân chủng học quốc gia của Mexico cho ra mắt phần mềm tra cứu bản đồ trực tuyến sử dụng tính năng chụp hình đường phố Street View. Phần mềm ứng dụng hữu ích này nhằm mở rộng mảng dịch vụ tra cứu bản đồ toàn cầu trực tuyến miễn phí của Google. Đồng thời, đây cũng là cách mà chính phủ Mexico tăng cường quảng bá cho ngành du lịch nước nhà. Để truyền tải những hình ảnh chân thực và chi tiết nhất của các danh lam thắng cảnh, Google sử dụng công nghệ chụp ảnh đường phố, có nghĩa là người ta gắn những chiếc camera hiện đại vào những chiếc xe đạp. Sau đó, được các nhân viên tình nguyện đi khám phá, ghi lại những hình ảnh sống động cũng như những trải nghiệm thú vị tại mỗi địa danh. Nhờ đó, người sử dụng phần mềm tra cứu bản đồ trực tuyến có thể biết rõ về địa danh cần tra cứu rõ nét ở mọi góc độ. Ngoài ra, phần mềm thông minh này còn giúp du khách dễ dàng tra cứu những địa điểm xung quanh nơi họ đang đứng, cũng như đường đi ngắn nhất và nhanh nhất tới nơi cần đến. Hiện nay, Google đã hoàn tất việc đưa lên bản đồ trực tuyến những thắng cảnh nổi tiếng của Mexico như di chỉ khảo cổ Xochicalco, thành phố cổ Teotihuacan, thành bang Monte Alban, kim tự tháp Chichen Itza, thị trấn cổ đại Tuluma. Giám đốc bộ phận tiếp thị của Google, ông Miguel Alba cho rằng đây là sự đổi mới, mang tính cách sáng tạo trong công nghệ truyền tải hình ảnh đường phố của Google. Có thể nói rằng họ là những người đầu tiên cho ra mắt bộ sưu tập hoàn chỉnh về di sản thiên nhiên của một quốc gia, giống như những gì được trưng bày tại những phòng triển lãm di sản thế giới của UNESCO, nhưng sống động và nhiều trải nghiệm hơn. Và ông nghĩ rằng dự án mà họ làm về Mexico là một trong số ít những bộ sưu tập về du lịch trên thế giới theo kiểu hiện đại này. Điều đặc biệt, phần mềm tra cứu bản đồ trực tuyến cũng cho phép người sử dụng chỉnh sửa hoặc cập nhật chi tiết các thông tin địa lý bằng hiểu biết thực tiễn của mình về địa danh đó. Tuy nhiên, những cập nhật này sẽ được xác minh và phê duyệt và sau đó được hiển thị trực tuyến trên hơn 800 trang mạng có cài ứng dụng của Google. Và năm 2010, Google bắt đầu bộ sưu tập hình ảnh 68 địa danh khảo cổ tại 17 bang của Mexico. Trong số đó, 30 thắng cảnh đã được tích hợp trên trang web Google chụp hình đường phố Street View. Sắp tới, Google sẽ bổ sung vào bộ sưu tập của mình thêm 60 danh thắng nữa của nước này.